hết hồn, có cầu mới chạy ra. Chúng tôi MC nhưng mà thay đổi phong cảnh liên tục, tại sự bất ngờ liên tục. Để ba ca sĩ hát rồi, bây giờ để cho chương trình nó không tăng mo và để chương trình ở dàn giác, bây giờ mình sẽ hát bài đặc biệt đây, bài hát liên khúc đầu đích, có nghĩa là đích bài hát này là đầu bài hát kia. Đầu đích mời. Alo alo, có nghe rõ không? Alo alo alo, âm thanh rất tốt. Đừng quên yêu thương nhau cũng thế thôi. Thôi em đừng có nữa làm gì. Giọt lại sau anh tình cũ phai phôi. Thôi em đừng khóc, em đừng khóc, đừng khóc nữa làm gì. Kiếp này đành đã lỡ làng tôi nghe đâu đưa mấy nhìn cậu tre làng bên băng qua sông nói tình miền quê ầu ơ dân trong làng ra ngoài chưa hè lặng nghe ai hát đêm về về đây bên nhau ta nói lại tình xưa chuyện tình mà bao năm qua anh gói ghém từng kỷ niệm mưa ướt con đường xưa bây giờ tình như muôn thuở mưa ướt lạnh vai em anh thấy lòng mình giá băng 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 qua vùng cỏ nô. Ê ê xí xí xí, tôi nhớ bài này đi mà đi, đi chậm lắm băng nó mới mau. Băng qua vùng cò nó vừa mùa xuân 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 đã đến bên em nắng sương tuyệt vời xuân đã đến bên người xin người hãy cùng em vui sơn xuân nữa xuân đã về xuân đã về hè bao ánh trăng vàng trăng trăng em ơi có lẽ nào tình em khi đã sống bên nhau
sát mình nó chạy được rồi. Tới sát rồi. Và để kết thúc chương trình mình đang sẽ nghĩ quần sọt quần lùi. Chương trình sau đây là phần thi kể chuyện. Quá nhiều mà chúng mình ai tới là không mà ai không em để tình lặng con làm tiếp nhé. Ủa nó chấm rồi ta. Alo, 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 thử máy, máy thử chúng tôi, thử máy thử chúng tôi. Sau một hồi quyết định, ban tổ chức mới đồng lòng cho phép chúng tôi đổi micro. Mic này mạnh hơn, đầy binh hơn, chất lượng hơn. Sau đây là phần kể chuyện của Năm Cự. Yêu cầu các bạn hãy tập chung chú ý vào câu chuyện này nha. Đừng xa lạ và đừng nói chuyện riêng. Đừng ăn sushi và đừng có một hành động gì. Cứ để câu chuyện hấp dẫn và ý nghĩa hơn. Đến cuối hội, các bạn hãy thích thì vỗ tay. Còn không thích thì nín thinh, tự chọn lát mà cười nha. Sau đây là một câu chuyện cổ tích được mang tên Anh Rùa và Chị Rùa. Ngày xưa, xưa thật là xưa xưa ơi, là xưa xưa lắm rồi, không còn nhớ nổi đó là giờ, ngày, tháng, năm, nói chung là thuở đó, tại bãi biển đó. Vào buổi chiều 6 giờ chiều đó, khi hoàng hôn vừa phủ xuống, đó, lúc đó, có anh rùa và chị rùa đang ngồi trên bãi biển đó. Hai người bắt đầu ôm nhau âu yếm. Một lúc sau, anh rùa mới thốt lên một lời. Em yêu, em cho anh mimosa nha. Chị rùa mới nói, anh cứ mi thì anh mi đi. Thế là hai người mi nhau. Rồi một lúc sau, anh rùa mới nói, em yêu, cho anh ủi nha. Chị rùa, anh ủi thì anh ủi đi. Thế là hai người ủi nhau. Sau một hồi, anh rùa sung sướng thoải mái xong. Thế là anh rùa chia tay với chị rùa. Em yêu, bây giờ mình chia tay. Hẹn ngày mai cùng 6 giờ chiều tại bãi biển này nha em yêu. Thế là anh rùa tung tăng hớn hở bỏ đi. Về nhà, anh nằm trằn trọc suy nghĩ. Ôi thật là hạnh phúc. Và thế là anh quyết định chiều hôm sau anh sẽ đi sớm hơn. Dạ, anh tới bãi biển. Lúc đó là 5 giờ chiều. Anh lon ton tới bãi biển. Thế là đột nhiên anh nhìn, anh gặp chị rùa đang nằm đó chờ sẵn. Thế là anh mới nói, em yêu, anh nghĩ anh sẽ là người tới sớm. Ai ngờ em còn tới sớm hơn anh nữa. Chị rùa bực bội mới ngước lên. Anh là một thằng khốn nạn. Anh không có trách nhiệm. Anh ủi tôi xong, anh không chịu lật úp lại. Bắt tôi nằm đây 23 tiếng rồi đó. Câu chuyện đến đây là hết rồi. Ồ, hay quá. Quay chậm chậm nữa hả? Không nhận. Không nhận. Không nhận mấy em này bị ép vỗ tay mà dẫn vô dưới thế luôn. Alo, hay quá. Mà không hát khỏi hay hơn. Hay quá quý vị ơi. Wow. Cái niềm vui nào nó cũng đến lúc thôi. Bây giờ đến là lời cuối cùng chúng tôi chia tay. Và đại gia đình chúng tôi xin tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình sau. Yeah. Yeah. Bye bye. Bye bye. Nhật Cường xin chân thành cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành và ủng hộ kênh Nhật Cường Cười Để Nhớ. Nhớ đăng ký subscribe nhé.